Nghe lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người dân khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 12 phút giờ Cali và ngày hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2022. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang ở tại cái văn phòng tranh cử của ứng cử viên khu vực 7, cô Cẩm Vân Lê. Thưa quý vị, có thể nói rằng trên 150.000 người Việt, người Mỹ gốc Việt có mặt tại thành phố San Jose. Tuy nhiên, trong thành phố hiện nay có 11 người, 10 người nghị viên và một ông thị trưởng. Thưa quý vị, tiếng nói của người Việt không có, thưa quý vị. Và đó là một cái điều có thể nói là bất hạnh. Bởi vì chúng ta đã biết rằng người Việt sau khi báo nước ra đi ngày 30/4/75 thì đến hôm nay định cư tại San Jose, nói riêng và Hoa Kỳ nói chung, rất là thành đạt. Đặc biệt là có những khu xóm biên của người Việt, thí dụ như khu Crazy Mall, khu Lion, khu Center, vân vân. Quý vị vào thì thấy toàn bộ là những cái biểu ngữ, những cái bảng hiệu tiếng Việt. Và như vậy thì có nghĩa là những thương gia này đóng thuế rất nhiều cho cái thành phố San Jose. Nhưng cái quyền lợi chính trị lại không có. Cụ thể chúng tôi có thể nói rằng một cái nơi thờ phượng các chiến tranh tử sĩ cũng không có. Một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng cũng không có. Và chưa nói rằng những cái việc khác thì những cái yêu cầu, những cái quyền lợi khi muốn nói vấn đề đánh thuế thế nào cũng không có tiếng nói, thưa quý vị. Thì bên cạnh chúng tôi là cô Cẩm Vân. Cô là một người đã sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều năm. Và phải nói rằng cộng đồng người Việt Tị Nạn Cộng sản ở đây có lẽ là không ai bước ra sinh hoạt cộng đồng, không ai là không biết tên Cẩm Vân Lê. Tuy nhiên, với cái tâm nguyện rằng muốn có tiếng nói người Việt thì cô đã ứng cử rất là nhiều lần. Và thưa quý vị, bất hạnh là chưa có lần nào đắc cử. Tuy nhiên, cái lần ứng cử này và ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ có cái kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cho khu vực 7, thành phố San Jose. Thì Nghi Lực có mặt tại đây để muốn phỏng vấn cô Cẩm Vân về một số điều của tâm tình. Thứ nhất là Cẩm Vân có thể cho mọi người biết được rằng cái cảm nghĩ của Cẩm Vân trong cái đợt ứng cử này nó có cái gì nó khác với những cái đợt ứng cử khác. Điều gì tích cực và điều gì mà Cẩm Vân thấy là tiêu cực? Mời Cẩm Vân. Trước hết thì Vân Lê là ủy viên giáo dục học khu Eastside và cũng là ứng cử viên cho chức vụ nghị viên đơn vị 7. Kính chào tất cả quý khán thính giả của Net Việt, kính chào anh Nghe Lữ. Hôm nay thì lại đương nhiên là cái ngày coi kết quả rất là hồi hộp. Cái câu hỏi của anh Nghe Lữ rất là hay. Vân Lê đã ra tranh cử với chức vụ nghị viên đơn vị 7 là lần này lần thứ 3. Và 3 lần trước kia đó là Vân Lê đã đắc cử vào chức vụ ủy viên giáo dục học khu Eastside. Ủy viên giáo dục học khu Eastside thì nó gồm gần như là phân nửa của thành phố San Jose, nhưng mà nghị viên đơn vị 7 chỉ nó có là một cái khu vực mà thôi. Và lần này Vân Lê đi ra gõ cửa và nói chuyện với cử tri rất là nhiều, các sắc dân khác cũng như là cộng đồng của chúng ta, thì Vân Lê được rất là nhiều, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ. Ngay cả tối hôm qua, Vân Lê có gửi ra mấy cái email và một số người cũng gửi lại email cho Vân Lê là tôi đã bầu cho Vân Lê rồi, cô an tâm đi. Ngay cả đến những vị đại diện tôn giáo cũng nói là chúng tôi cầu nguyện cho Vân Lê và chúng tôi hy vọng là lần này cô sẽ đắc cử. Vân Lê cũng có một niềm tin là lần này Vân Lê sẽ đắc cử. Vì sao? Vì cộng đồng của chúng ta mong muốn có một người đại diện, mà người đại diện đó phải cũng có một cái chiều dài đã làm việc với cộng đồng, hiểu được cái nguyện vọng của cộng đồng và sẽ tranh đấu cái quyền lợi cho cộng đồng. Vì người đương nhiệm chẳng tha thiết gì, như nãy phóng viên Nghe Lữ có nói là ngay cả trong cái vườn truyền thống Việt đã chỉ có 3 cái cột cờ mà thôi. Và ngay cả cái tượng đài chiến sĩ cũng cô ta hứa mà tới bây giờ vẫn chưa được chưa thấy ngã ngũ ở đâu hết. Vì đó là cái điều mà Vân Lê thấy rằng là cộng đồng của chúng ta không được may mắn cho lắm, là không có một cái tiếng nói. Và Vân Lê cũng nói là Vân Lê đã tranh đấu rất là nhiều. Ngay cả là cái bữa mà lễ chào cờ đầu năm tại tòa đô chính thành phố San Jose, Vân Lê cũng đã tranh đấu với một số các anh chị để mà chúng ta có được, giữ được cái truyền thống chào cờ đầu năm
tại Tòa Thị Chính, thành phố San Jose. Và cái điều mà Vân Lê cũng rất là vui là đã đóng góp rất nhiều vào trong cộng đồng này trên 35 năm, trong ủy viên giáo dục là 12 năm. Và cái điều mà Vân Lê rất là hãnh diện là Vân Lê đã tranh đấu cho cái nghị quyết cờ vàng trong học khu Eastside. Quý vị cũng biết là trong học khu Eastside đó, trong học khu ở đây nước Mỹ này đó, họ không có cho chúng ta làm những cái nghị quyết về tính cách là chính trị. Tại vì trong học khu họ rất là coi như là có những cái quy luật là chỉ lo cho học sinh mà thôi. Thành phố, quận hạt thì có thể họ lo về vấn đề chính trị, họ lo về những cái nguyện vọng của cộng đồng. Nhưng mà Vân Lê đã làm được cái điều đó, chứng minh rằng là những gì Vân Lê hứa, Vân Lê sẽ làm. Và Vân Lê làm được là cũng nhờ vào cái sự vận động của Vân Lê với những ủy viên giáo dục khác. Chúng ta có 5 người ủy viên, Vân Lê phải vận động 2 ủy viên khác để chúng ta có 3 lá phiếu. Thì trong hội đồng thành phố chúng ta có 11 người. Thì muốn mà được một cái nghị quyết hay là muốn được chấp thuận một cái vấn đề gì thì chúng ta phải có 6 lá phiếu. Vì vậy Vân Lê đã làm việc ở trong ủy viên giáo dục rồi qua 12 năm, Vân Lê đã hiểu rõ cái cách làm việc. Vân Lê trước đó cũng đã làm cho hội đồng thành phố 15 năm, 1980 đến 1995. Thật ra Vân Lê cũng biết được cái cơ cấu của bên thành phố San Jose, không có xa lạ gì với Vân Lê hết. Nhưng mà Vân Lê được một cái may mắn là Vân Lê là một người business owner. Thì cũng như là Vân Lê đã làm được một người mà về vấn đề thương mại. Thì khi mà Vân Lê hiểu được cái nguyện vọng của những người mà thương mại ở đây là đóng thuế rất nhiều mà chúng ta vẫn không có tiếng nói. Đó là lý do mà tại sao mà Vân Lê ra tranh cử lần nữa. Và Vân Lê cũng mong rằng là cái điều mà Vân Lê muốn là chúng ta phải có tiếng nói vào trong dòng chính. Vì vậy Vân Lê rất là mong là lần này Vân Lê đắc cử để mà tranh đấu quyền lợi cho chúng ta. Xin anh ơi, anh nói giùm, đang phỏng vấn anh nói lớn quá, nó vô đây hết trơn à. Nói anh vui lòng, anh nói giùm tiếng, nó vô đây, tôi đang phỏng vấn. Xin phép anh nha. Dạ, kính anh. Có một câu hỏi mà nghe Lữ đang muốn hỏi đó, mà Cẩm Vân chưa có nói về cái cảm tưởng của mình. Như tôi vẫn nói đó, là những kỳ trước đó, thì bản thân tôi cũng có cái nhận định rằng, từ cái việc cấm bản cho đến vận động đó, trong những lần ứng cử trước, tôi thấy nó không có được mạnh mẽ như kỳ này. Đó là cái ghi nhận của bản thân một người phóng viên. Kỳ này tôi thấy rằng cô đã đi rất là nhiều, vừa gõ cửa, vừa cắm bảng, vừa vận động các hội đoàn đoàn thể đi dự các sinh hoạt, vân vân, rất là nhiều. Thì cái câu hỏi tôi nãy cũng chưa nói là, có điều đáng buồn là trong cái đơn vị khu vực 7 này, để có tiếng nói người Việt, nhưng mà lại có tới 2 ứng cử viên người Việt, mà một người đương nhiệm là người Mỹ. Mà người Mỹ đó, tôi có nói thẳng rằng trong 4 năm, trong nhiệm kỳ vừa qua của bà này, thì hoàn toàn không làm một điều gì không riêng cho cộng đồng người Việt, mà có thể nó cá xiên khác luôn. Thì cô có cái điều gì tâm tình chia sẻ trong cái kỳ ứng cử này, điều tiêu cực và điều tích cực mà cô ghi nhận? Dạ, Vân Lê cảm ơn anh phóng viên Nghe Lữ đã hỏi lại cái câu đó. Thì thực ra là cái tiêu cực là đối phương của Vân Lê cũng đã là một người Việt Nam. Thành ra là hai bên ban vận động là cứ phải đánh nhau. Vân Lê cũng rất là buồn. Nhưng mà vấn đề tranh cử là chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhưng mà cái điều mà Vân Lê thấy tiêu cực ở đây đó là đối phương của Vân Lê là người đại úy cảnh sát. Mở miệng ra là nói là tôi không có tranh với cô Vân Lê, tôi chỉ tranh với cô Mễ Maya mà thôi. Nhưng mà những cái flyer, những cái tờ flyer, những cái bích chương mà người đối phương của Vân Lê là đại úy biên đoàn gửi ra là đánh thật trực tiếp vào Vân Lê. Vân Lê không có một cái bích chương nào, không có một cái flyer nào mà Vân Lê làm với đối phương của Vân Lê. Tại vì Vân Lê nghĩ rằng là để cho cử tri họ xem xét lại những gì mà hai ứng cử viên này làm. Thì cái điều đó, cái đó là điều là điều tiêu cực. Điều tích cực ở đây đó là Vân Lê đã đi gõ cửa và đã đi xin cấm bản và rất là nhiều nơi. Họ nói rằng là trước giờ
họ chưa có muốn đi bầu và họ cũng không quan tâm, vì họ thấy rằng là quá nhiều những cái chuyện mà như là cái vụ mà vừa tranh cử của Tổng thống Trump vừa rồi, cựu Tổng thống Trump, thì họ thấy rằng là có nhiều những cái chuyện gian dối như vậy. Thành ra họ nản, họ không có đi ra đi bầu nữa. Thì Vân Lê có nói rằng là quý vị cũng nên nhớ rằng là nếu chúng ta không đi bầu là chúng ta sẽ mất cái quyền lợi. Vì vậy Vân Lê yêu cầu tất cả quý vị, nếu quý vị đã có lá phiếu thì quý vị bầu. Nếu thực sự mà quý vị tin vào Vân Lê thì quý vị bầu cho Vân Lê. Và Vân Lê thấy rằng là các bác, các cô chú, các anh chị ở đó thì nói rằng là ít ra tôi cũng tin cô Vân một chút, là cô đã là ủy viên giáo dục làm một cái việc mà không lương cho học sinh, cho thầy cô. Ngoài ra cô đã cộng tác rất là nhiều, cô làm hội Tết Trung Thu vân vân và vân vân. Nhưng mà cái lần này á, cô lại có phe đối nghịch của cô là một người Việt Nam khác, và họ đi ra, thành ra chúng tôi nhiều khi cũng phải bị chia phiếu. Nhưng mà Vân Lê biết là Vân Lê tôn trọng cái ý kiến đó của cử tri. Vân Lê chỉ mong rằng là Vân Lê có được cái số phiếu nhiều hơn thì Vân Lê vào trong chung kết với người Mễ, và Vân Lê tin rằng là cộng đồng của chúng ta sẽ có một người đại diện vào trong cái khu vực 7 sau cái ngày 7 tháng 6 này. Đó là cái niềm tin của Vân Lê. Và Vân Lê biết rằng là lần này Vân Lê làm việc rất là đắc lực, gọi là làm rất là nhiều. Mà ngoài ra đó là Vân Lê có cũng rất là nhiều những nữ quân nhân như cô Đào, cô Hoa, cô Anna Huyền và cô Anh đã phụ giúp Vân Lê rất nhiều, cũng như là chú Việt, anh Quyến Dương và rất là nhiều người đã thiện nguyện đi cắm bản cho Vân Lê và làm những cái việc mà trước giờ các cô chú không có làm. Thì đó là cái niềm vui của Vân Lê. Vâng, kính thưa quý vị, thực sự mà nói cái kỳ tranh cử lần này đó, với những lần trước cũng có những cử viên gốc Việt đụng chạm với nhau, chia phiếu với nhau, nhưng có thể nói rằng có lẽ đây là cái lần mà chúng tôi cảm thấy rằng nó đau lòng nhất, đó là cái sự tấn công qua lại giữa hai người, đó là bên cô Cẩm Vân và biên đoàn. Đến nước là tôi phải tuyên bố rằng, mặc dù là một phóng viên, nhưng tôi không tham dự bất cứ một gây quỹ của ứng viên này, ứng viên kia. Tôi, bởi vì do tôi buồn thôi, không gì hết, thưa quý vị. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, cái câu hỏi của Nghệ Lữ, mà câu hỏi này tôi cũng sẽ hỏi ông Biên, đó là chương trình làm việc của một nghị viên thành phố San Jose không phải riêng cho cộng đồng người Việt mà cho các dân khác, thì cái việc vận động để được hỗ trợ các dân khác như thế nào, đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là giả sử như là cô không vào chung kết mà biên đoàn vào chung kết, thì cô có tiếp tục muốn có tiếng nói của người Việt ở trong vòng chính hay không? Dạ, cái câu đầu tiên là anh hỏi là cái chương trình làm việc. Dạ, thì Vân Lê là một người luôn luôn lắng nghe cái nguyện vọng của cộng đồng. Thành ra là Vân Lê đi ra, Vân Lê gõ cửa những cử tri, và những cử tri đó cũng nói với Vân Lê là có ba cái vấn đề mà họ rất là quan tâm, là vấn đề an toàn, vấn đề thứ hai là vấn đề homeless, vấn đề thứ ba là vấn đề về nhà cửa. Thì Vân Lê biết là vấn đề an toàn là Vân Lê cũng sẽ làm việc với bên sở cảnh sát, có thể mướn thêm có những ngân khoản. Và vấn đề homeless là chúng ta phải phối hợp với quận hạt, phối hợp với những cái cơ quan ở trong quận hạt để giúp cho những người mà bị bệnh, những người bị những người cai rộng tâm thần. Thì cái đó, và ngoài ra Vân Lê nghĩ là cũng phải có thêm những người mà là community resource officer, là những người đó để mà giúp cho những người homeless, để mà không có lấy cái thời gian của những người cảnh sát viên, vì những cảnh sát viên họ phải lo về những việc khẩn cấp. Ngoài ra cái vấn đề nữa là vấn đề mà có giá nhà, giá phải chăng, thì Vân Lê cũng sẽ làm việc với bên những cái cơ quan bên thành phố để mà tìm những cái chỗ để mà xây những cái nhà với giá phải chăng. Còn đối với vận động Việt Nam thì Vân Lê cũng mong rằng là Vân Lê sẽ hoàn thành cái vườn truyền thống Việt từng phase, có nghĩa là từng đợt, có nghĩa là đợt đầu tiên ít ra là cũng phải có cái phòng vệ sinh, thứ hai là phải cái tượng đài chiến sĩ phải xong, thứ ba là phải có một cái chỗ giống như là chợ Bến Thành để mình có cái chỗ hội họp và để thờ phượng anh linh chiến sĩ, và sau đó có thể là có một cái vườn hoa nhỏ nhỏ cho các bác các cô chú đi tới viếng thăm, đi dạo bộ
bây giờ đó là mình không có một cái gì hết ở trong cái vườn truyền thống Việt. Cái đó là cái đối quan tâm của Vân Lê. Ngoài ra là quý vị cũng thấy đó, Vân Lê cũng là một người tranh đấu cho tên Lý Lô Sài Gòn. Thành ra Vân Lê rất là quan tâm. Lá phướn của chúng ta hiện giờ bị rách nát, không ai theo dõi, không ai đấu tranh để mà gắn cái lá phướn trở lại. Ngoài ra Vân Lê cũng hy vọng là Vân Lê sẽ tranh đấu để có cái tên đường giống như ở Houston hay là dưới Nam Cali có cái tên Lý Lô Sài Gòn. Đó, tại vì Vân Lê hiểu được cái tâm nguyện, vượt được cái nguyện vọng của cộng đồng, Vân Lê cố gắng sẽ làm được việc đó. Ngày câu thứ nhì thì Vân Lê biết rằng là hiện giờ là ai cũng mong muốn có một người Việt Nam. Vân Lê mong rằng là cái người mà Vân Lê, nếu Vân Lê không vô được, cái người mà Vân Lê mà để mà ủng hộ đó, thì người đó phải có lập trường như thế nào? Lập trường có chống cộng hay không? Hay là đối với Vân Lê, người đó cũng phải cho biết rằng là cái lập trường. Tại vì người đó chưa bao giờ làm một cái gì hết. Đối với như anh Nghe Lữ và những người ở cộng đồng, ai cũng biết lập trường của Vân Lê chính thức là lập trường rất rõ ràng bên Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, có những cái phe phái đứng sau lưng của đối lập của Vân Lê. Thành ra là những người đó đã có nối kết với lại bên phía Cộng sản. Vân Lê phải ngồi xuống để mà nói chuyện với các bậc trưởng thượng và lấy đúc kết những cái ý kiến để khi mà Vân Lê ra, Vân Lê ủng hộ một người đó phải xứng đáng. Đó là cái ý của Vân Lê. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi nói đó, đó cũng là ngoài những cái việc mà cô Vân Lê trình bày. Thì như chúng ta đã biết rằng hôm nay 47 năm sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì tụi nó nói là cái thiên đường sau chủ nghĩa, mà thật sự là thiên đường mù, và bản thân của những đảng viên Cộng sản cao cấp, trung cấp vẫn tìm cách chạy ra các nước tư bản. Và hiện nay thì du sinh cũng đầy để hết. Thành ra vấn đề xác lập cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của người Việt Nam Cộng sản. Và những tên đường có cái hình lá cờ giống như Houston mà Nghĩa Lữ đã thấy, thì để cho các sĩ quan khác thấy được rằng người Việt ở đây không phải là người Việt của thế giới Cộng sản. Thưa quý vị, đó là điều mà với tư cách một cá nhân, Nghĩa Lữ cảm ơn cô cái sự chia sẻ và mong rằng cô đắc cử và cô thực hiện được những điều cô nói. Dạ, Vân Lê cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả của Net Việt. Cảm ơn phóng viên Nghĩa Lữ đã cho Vân Lê có cơ hội nói với quý vị. Vân Lê cũng mong rằng là Vân Lê đắc cử và Vân Lê làm được những gì mà là nguyện vọng của cộng đồng của chúng ta cũng như là cử tri đơn vị 7. Ngoài ra Vân Lê rất là quan tâm đến lá cờ vàng. Cái hãnh diện của Vân Lê là Vân Lê làm được cái nghị quyết cờ vàng ở trong học khu ISA, là một cái nghị quyết đầu tiên trong học khu trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra Vân Lê cũng đã làm được cái buổi lễ chào cờ đầu tiên ở trường YB có lá cờ Việt Nam cho tất cả các học sinh. Đó là cái điểm hãnh diện của Vân Lê, và lên kính chúc tất cả quý vị một đêm an lành và hạnh phúc, và đón chờ tin tức vào lúc 8 giờ tối nay. Xin chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 35. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại cái văn phòng tranh cử của ứng cử viên khu vực 7, anh Biên Đoàn. Thì kính thưa quý vị, đến giờ phút này thì Biên có thể cho biết rằng đã có kết quả đầu tiên, thì hiện nay đó cái kết quả ở tại khu vực 7 này như thế nào Biên? Thì kết quả bây giờ nó hơi sớm, thì mình chưa biết là ai sẽ lên được là một người nghị viên hay là vô cái chung kết. Thì bây giờ mình phải đợi tới cỡ 10 giờ khuya tối hôm nay. Thì Biên chỉ nói như vậy nè, sơ bộ hiện nay ai đang đứng đầu và cái khoảng cách người thứ nhì, thứ ba khoảng cách bao nhiêu? Cái thứ nhất là người bà Mai là cỡ 2.500 phiếu. Như là chị Vân hơn em chỉ có 2 phiếu thôi. Thì bây giờ rất là nhiều người cử tri và rất là nhiều người Mỹ, người ta đi bầu đích thân, nên cái kết quả nó chưa vô. Mình chỉ biết như vậy nè, cái cộng đồng mình cần một người lãnh đạo để đại diện cho cái cộng đồng của mình. Thì Biên chỉ biết thắng hay thua, Biên vẫn ủng hộ cho cộng đồng, mà Biên cũng sẽ đứng ra ủng hộ cho chị Vân, dù cho chị đã gọi em là cộng sản, nhưng mà không sao. Mình là cái một con người lịch sự, mình thương cộng đồng là mình sẽ làm hết cái khả năng của mình để giúp cho cộng đồng. Nhưng mà cái này, cái thời gian này nó quá ngắn, thì đợi tới 10 giờ khuya, thì bây giờ nó kết quả nó hơi sớm. Vâng, kính thưa quý vị, tôi xin phép được đính chính. Trước cái thời điểm này, khoảng chưa đến 8 giờ tôi có phỏng vấn ứng cử viên Vân Lê, thì tôi có hỏi một câu rằng cô Cẩm Vân, nếu không đắc cử, không vào runoff mà Biên vào runoff thì cô có ủng hộ hay không? Thì cô nói là cô chỉ ủng hộ người có lập trường quốc gia. Trong khi đó Biên
thì lại được support của những người làm ăn ở bên phía cộng sản, chứ không phải nói là Biên là cộng sản. Xin đính chính chỗ đó. Thành ra cô Cẩm Vân nói rằng cần phải hỏi ý kiến những vị trưởng thượng về Biên như thế nào, thì lúc đó cô mới ủng hộ Biên, chứ không phải là bởi vì cô đang nghi ngờ. Giống như một cái bài nói trên cái đài truyền hình thì nói rằng có thế lực đứng sau lưng Biên, không nói rõ là thế lực đó là thế lực nào, nhưng mà ở đây chắc có lẽ muốn nói rằng cái buổi gây quỹ của Biên thì có anh David Dương đến ủng hộ, thì có lẽ là người ta nhắm vào cái điều đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin phép trưởng nói rằng David Dương là một doanh nhân có làm cái sở rác ở Việt Nam. Tuy nhiên anh cũng vẫn là một người Việt tị nạn cộng sản, và chính anh cũng là người đã hỗ trợ rất nhiều cho những cái công cuộc đấu tranh của người Việt ở Hoa Kỳ này. Tôi có thể nói cụ thể là những cái chuyện như là ủng hộ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa v.v. Và điều đó chúng tôi cũng không có kết luận anh như thế nào. Thì thưa quý vị, có một câu hỏi là trong cuộc tranh cử kỳ này, Biên là người rất là mới với cộng đồng người Việt, tuy nhiên có những cái cảm nghĩ như thế nào khi mà Biên bắt đầu ra dấn thân đó, thì thấy rằng có những cái sự đánh phá qua lại cái này, thì Biên thấy điều gì tích cực và điều gì là tiêu cực trong cuộc tranh cử kỳ này? Thì Biên chỉ biết nói là đơn giản như vậy nè, chưa bao giờ trên đời của Biên mà đi vô một cái gọi là cái tranh cử mà nó quá xấu, nó quá tệ cho cái gọi là cho cái vinh dự của cái con người Việt Nam mình. Mình không bao giờ mình nói láo, mà mình nói là có bằng chứng, mà nếu mà người ta không có muốn đọc thì mình không có làm gì được hết đó. Thì Biên chỉ biết như vậy nè, ngay chị Vân đó là bao nhiêu lần chị cũng được cái ủng hộ của anh David Dương với bao nhiêu người khác. Thì tại sao theo tiếng Mỹ nó nói the pot called the kettle black, là mình là một cái nồi đen mà mình gọi cái nồi đen khác là màu đen. Dù cho người ta ủng hộ mình á, không có phải là mình đi theo cộng sản, mình không lèo lái mình được. Đúng, tại vì cái quốc gia của Biên nó quá sáng mà nó quá sâu. Bảy ông cậu hơn 50 năm trong tù, tướng tá, bộ trưởng, ông ngoại là gọi là thị trưởng của Đà Nẵng, ông cậu là phó thị trưởng của Quảng Trị, em với anh của em là làm ở trong cứu hỏa, anh Hiến là về hưu hơn 28 năm, em là hơn 27 năm, con của em ngay bây giờ ở bên Ukraine để đánh cho cái tự do của bên Ukraine, mà đánh cho cái tự do bên đất nước Mỹ này. Mà nói em cộng sản thì nói thiệt á, em không biết lý do mà cãi được cái đó. Cái đó là nó là giống như là mình nói trên trời dưới đất á. Thì Biên không có muốn nói ra nhiều cái câu như vậy để cho mình xích mích với nhau. Mình chỉ muốn như vậy nè, cuối cùng cộng đồng của mình phải có một người lãnh đạo, người có kinh nghiệm, đứng có khả năng để mình đứng lên, mình mới nâng đỡ cái tiếng nói của cộng đồng mình, mình lấy lại cái trái tim và cái quyền lợi của cái cộng đồng mình. Thì biết như vậy nè, bao nhiêu người Mỹ nó đã nói về cái tranh luận này đó, nó nói tại sao mà Việt Nam mình đánh nhau như vậy. Thì người ta, mình cũng phải xấu hổ. Vâng, đó là cái điều mà tiêu cực mà Biên nhận định. Còn cái điều tích cực trong cái tranh cử này, mà Biên thấy cái điều tích cực mà Biên ghi nhận, có cái lời nói với những cử tri, với những người đã hỗ trợ Biên, thì Biên sẽ nói điều gì? Thì Biên thật lòng, trong tất cả cái team của Biên á, là bao nhiêu người trong ban vận động đã tới giúp đỡ cho Biên, bao nhiêu người Biên chưa bao giờ gặp mà chưa bao giờ biết ra ủng hộ Biên, từ người nghèo tới người giàu. Mà Biên biết làm sao, anh biết sao không? Tại vì Biên thấy đó là rất là nhiều người đã không thích nhau bao nhiêu năm mà người ta đoàn kết. Người ta đoàn kết, cái đó là một cái ấm lòng của mình, là mình rõ ràng là mình một cái cầu để mình nối kéo cho cái cộng đồng mình với nhau. Thì tương lai nào á, thì Biên cũng sẽ đi theo giúp đỡ cho cộng đồng. Mà nói về chống cộng á, thì đây, nguyên cái đời Biên á, không có một cái giọt máu hay là một cái cell mà thế vào mà gọi làm lợi cho cộng sản hết á. Ok, bây giờ để, bởi vì rõ ràng rằng đó, hồi nãy thì Nghĩa Lũng có phỏng vấn cô Cẩm Vân, và một vài người khi mà ủng hộ Cẩm Vân vẫn đặt vấn đề rằng nào là nói Biên đó,
là du kích Điện Biên, rồi nào là nói Biên đó, là Lê Văn Tám, rồi vân vân. Tức là đều nói đó là Biên giống như là nó tách sai của bên Cộng sản. Thì bây giờ ở đây, cái truyền hình này sẽ được phóng đi khắp thế giới. Thì Biên có xác định rằng Biên là một nghị viên người Mỹ gốc Việt, khi bước vào nghị trường thì Biên giữ cái lập trường như thế nào, có chấp nhận hòa hợp hòa giải với Cộng sản hay không? Không, không bao giờ chấp nhận. Tại vì Biên là ở bên đất nước Mỹ tự do, con của Biên là cái hy sinh của nó để đánh cho cái tự do trên cái thế giới này, thì làm sao mình đi hướng đường đó được. Mà nhiều người á, em xin lỗi, không có hiểu, không có muốn học hiểu, mà không có muốn nghĩ về tại sao người kia đã nói không có tốt, thì mình phải nghĩ lại. Nói thiệt á, ai mà muốn nói chuyện với Biên, khi nào Biên cũng sẵn sàng tới nói chuyện. Muốn Biên đưa chứng minh, Biên đưa chứng minh. Mà muốn coi cái lịch sử của Biên đã làm cái gì thì Biên đưa ra hết. Cái này Biên không có giấu giếm cái gì hết á. Rồi, bây giờ câu hỏi cuối cùng, và hồi nãy câu hỏi này Nghi Lữ cũng có hỏi cô Cẩm Vân. Nếu Biên không vào được trên đớp, Biên có sẵn sàng ủng hộ một ứng cử viên người Việt hay không? Hay là vì cái sự thù nghịch mà Biên sẽ ủng hộ cô Maya? Biên nói như vậy nè, cái thứ nhất trong cái tâm của mình đã trở lại. Mình muốn, là cái tâm của mình mà muốn đi về cái cộng đồng mình, giúp đỡ cho cái cộng đồng mình. Thì cái đó là cái câu hỏi không cần nhiều người hỏi. Cái đó là từ đầu tới đuôi, cái tâm của Biên đã nói ra như vậy rồi. Biên nói là mình sẽ khi nào cũng ủng hộ một người Việt. Giống như là chị Hành Giao ở trong khu vực Nam, anh Lân Diệp, Lân Thế Diệp, Tiểu bang, mình vẫn ủng hộ. Dù cho nhiều người nói không như này vậy, nhớ không, cái đó là cái con người Việt Nam, cái gốc của Việt Nam. Cái đó là cái trách nhiệm của Biên, là một người Việt Nam phải ủng hộ cho người Việt Nam.